Tuổi Ất Sửu 1985, xây nhà năm 2022 sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu cẩn tóc vô ánh náy. Trong việc xây nhà cũng vậy, cần xem xét kỹ càng tất cả mọi yếu tố, đặc biệt là vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy. Trong quá trình đi tư vấn thực tế cho thấy, không ít nhà đã coi thường phong thủy mà dẫn đến việc phạm vào những điều đại kỵ khiến cho người nhà bị tử vong. Điều đáng nói là nạn nhân lại chính là trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi mất đã để lại cho gia đình một gánh nặng về kinh tế, cuộc sống của những người còn lại nhỏ nhóc và đáng thương. Hơn nữa lại bị dân làng đồn thổi. Có lẽ gia đình này đã không xem phong thủy trước nên đã phạm vào những điều đại kỵ khi xây nhà. Chính vì vậy, để tránh những điều ảnh hưởng không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần khi xây nhà, mọi người nhất định phải xem xét kỹ về mặt phong thủy. Điều này giúp gia chủ xua tan được những phiền toái xui xẻo không đáng có, đồng thời nâng cao vượng khí, đại cát, đại lợi. Ngay cả khi nếu không có ý định xây nhà mà chỉ muốn mua nhà, gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 cũng cần lưu ý phong thủy để tránh những điều kiêng kỵ này giúp cho gia đình luôn được yên ấm. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Ất Sửu 1985 đã bước sang tuổi 38. Năm nay mệnh chủ tuổi Ất Sửu bị phạm hoàng ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Ất Sửu muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, tuổi Ất Sửu thuộc cung càn mệnh kim, bốn hướng tốt như hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Những mệnh chủ tuổi Ất Sửu ở những hướng không hợp, rơi vào các cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại, lục sát sẽ khiến gia đạo bất an, công việc không thuận lợi, làm ăn có tiền rồi cũng mất vì con đường tài vận bị chặn lại. Để hóa giải nhà không hợp hướng, mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, giúp mang lại cho gia chủ may mắn, bình an, từ đó công việc được hanh thông, tài lộc tự đến. Hơn nữa, gương bắt quái tinh cầu còn được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy, Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải xung sát, chiêu tài lộc, may mắn cho những mệnh chủ tuổi Ất Sửu và những thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được tuổi tốt để động thổ, yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần xét để quyết định ngôi nhà có xây được năm 2022 hay không là hướng đất. Đất được vận, tuổi nào xây cũng được. Đất không được vận, tốt nhất không nên xây vì khi phạm phải sẽ gặp hung họa khôn lường. Mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích về từng hướng ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa Thu Tiến, mùa Đông Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử, kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà, đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, xanh lùng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch và phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mái hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngay sau Nhất Bạch, giúp cho con đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Hướng Bắc một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ Ất Sửu, bởi với mệnh chủ ở hướng Bắc sẽ bị phạm vào lục sát. Lục sát là sao văn khúc ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh gây sát khí, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi.
vì nên mệnh chủ tuổi Ất Sửu cần sử dụng pháp khí gương bắt quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm ba dạng: tuệ là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, ta sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam cũng là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Đây là hướng tuyệt mệnh, hướng xấu nhất trong bốn hướng theo phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong tam sao, gây ra tuyệt khí, tử khí gây tai họa cho gia chủ. Hướng này gặp tuyệt mệnh càng nguy hiểm vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng lớn hơn. Chính vì vậy các mệnh chủ cần chú ý treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, hướng Đông là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Ất Sửu, một trong bốn hướng xấu cần phải tránh. Vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyển mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều mối nguy hiểm. Vì nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bản chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đình tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Tuy nhiên, hướng Tây lại là hướng sinh khí với mệnh chủ tuổi Ất Sửu, đây là hướng nhà tốt với mệnh chủ. Sinh khí là sao Thăm Lăng Tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Tuy nhiên, các mệnh chủ cần chú ý thêm về bố cục phong thủy trong nhà để tăng vượng khí, giúp chiêu tài lộc may mắn cho tất cả mọi người trong gia đình. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc. Lục Bạch là sao Vũ Khúc là cát tinh, khi lập tinh bản nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc đối với mệnh chủ tuổi Ất Sửu là một trong những hướng tốt, đây là hướng phục vị.
phục vị là rau phụ bậc thuộc hành thủy là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự sa sút theo, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ sáu là hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm 3 sơn sửu, cấn dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên, những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Hướng đông bắc là hướng hợp với mệnh chủ Ất Sửu, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ bảy, hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nên để mọi việc được tiến hành hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để có thể được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an. Bên cạnh đó, hướng đông nam là một trong 4 hướng xấu với mệnh chủ tuổi Ất Sửu, hướng này phạm hỏa hại. Hỏa hại là sao lục tồn, thuộc hành thổ, là một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe, công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà khung hợp hướng, những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của mệnh chủ. Từ đó giúp mệnh chủ tuổi Ất Sửu cùng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, tọa sửu hướng mùi bị phạm tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một trong những hướng tốt với mệnh chủ tuổi Ất Sửu, nếu ở nhà hướng này sẽ được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức, tự là do vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.